Hino nè, đó, Tân thanh lý chiếc xe Hino nè. Chiếc xe này Tân đang thanh lý lại 14M các bạn nha. 14M chạy 3 cầu các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Rất là đẹp. Rất là đẹp, và chiếc xe này duy nhất ở Việt Nam có một chiếc màu xanh lá cây. À, không có chiếc thứ hai các bạn. À, các bạn nhìn kỹ giúp Tân nha. Và chạy 2 cầu là gầm của nó. À, các bạn nhìn kỹ gầm nha. Nhìn kỹ gầm. Gầm của chiếc xe này á là nó rất là chắc chắn, thùng bằng nhôm. Và kit của nó cũng rất là bền. Đó các bạn nhìn thấy không? Các tăng rất là bền. À, và chạy 2 cầu chạy rất mượt chạy. Gọi là nó lái và sơ cua thì cái tốc độ chỉnh cái servo của nó rất là mượt. À, mình có thể chỉnh tốc độ chậm tối đa như xe thật, quan trọng là chạy như xe thật. À, có kính chiếu hậu, có đèn, có âm thanh đầy đủ, có logistics, có khóa. Cái này chỉ về việc là chơi thôi, tại vì chiếc xe này là độ mức phí Tân độ chiếc xe này là 20 triệu, bây giờ Tân để lại cho anh em nó là 14 triệu. Hoặc anh em nào thích chiếc xe này thì bắt với Tân rồi Tân sẽ ship code cho nhà mình đó. Nhà mình thấy ship code chiếc xe này. Đó, anh em nào thích chiếc xe này thì bắt với Tân.